ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Liên quan đến việc thi hành án và những vướng mắc trong thu hồi và bồi thường cho người dân bị thu hồi đất tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về các biện pháp xử lý nghiêm việc doanh nghiệp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư không đúng quy định của pháp luật. Trước đó, Thanh tra Chính phủ có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và ý kiến của các Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường về kết quả xác minh của việc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, phục vụ lợi ích quốc gia công cộng, giao cho công ty cổ phần 99 Núi, nhưng doanh nghiệp này đã phân lô, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư không đúng quy định. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang căn cứ kết luận của Thanh tra Chính phủ và các bộ ngành liên quan để giải quyết việc thu hồi đất, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời bồi thường, hỗ trợ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ dân có đất bị thu hồi, tránh phát sinh khiếu nại phức tạp kéo dài.